công điện khẩn của chính phủ, lực lượng quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra cửa hàng xăng dầu. Mối liên kết đại học doanh nghiệp ngày càng phát huy giá trị. Đang bị truy nã vẫn đi buôn gần 2 tấn pháo lậu. Bắt kẻ hàng xóm gần 60 tuổi, giao cấu với cháu gái 14 tuổi đến có thai. Phút đời thường hôm nay, nông trại 4.0 và mong ước giúp bà con cùng làm giàu. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 14 tháng 11 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Nhã Chân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. X Sài Gòn 2G nghiên cứu sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 11, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tiến hành thanh kiểm tra nhiều cửa hàng trong tình trạng hết xăng còn dầu. Cụ thể, lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra đo bồn xăng ở cửa hàng số 6, công ty Xuyên Việt Oil, chi nhánh công ty Dương Anh Thư, quận Tân Phú, cây xăng 102 Phổ Quang, quận Tân Bình. Theo ghi nhận, các điểm được kiểm tra phần lớn treo biển tạm nghỉ, hết xăng dầu hoặc hết xăng nhưng còn dầu. Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành đo bồn chứa xăng dầu, kiểm tra thông tin nhập xuất. Bên em hết xăng được 2 ngày nay rồi ạ, và bên em có báo với quản lý thị trường là bên em là hết xăng còn dầu và vẫn mở cửa bán dầu ạ. Dạ, bồn E5 thì tầm còn 20 lít, còn bồn 95 là tầm 65 lít, còn bồn dầu thì còn lại 1.380 lít. Bên em cũng có liên hệ để đặt hàng, bên đó là kiểu là chỉ cung cấp cho đủ cho, vì bên em có 3 chi nhánh là đều mua của xí nghiệp bán lẻ, nên là chỉ cung cấp đủ cho một cái chi nhánh lớn để bán thôi. Trong khi đó, một số đơn vị cho biết, do xe bồn hạn chế lưu thông vào ban ngày nên chờ sau 22 giờ xăng dầu mới về cửa hàng, và thực tế không phải doanh nghiệp ghim hàng chờ giá mà là không có xăng dầu để bán. Đại diện Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau chỉ đạo từ Thủ tướng, Bộ Công Thương, đơn vị đang tăng cường hoạt động thanh kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trước đó, chính phủ đã có công điện yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm đủ xăng dầu trong mọi tình huống. Thưa quý vị, sự liên kết giữa các trường đại học với doanh nghiệp từ lâu vốn đã mang lại những thành tựu đáng tự hào. Và trong những năm qua, mối liên kết này càng được thể hiện rõ nét hơn với những giá trị to lớn mà nó mang lại. Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trường đại học hàng đầu ở Việt Nam và cả nước, là một trong những trường tiên phong thúc đẩy mối liên kết này những năm qua. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thanh Phong, hiệu trưởng trường cho biết, mối liên kết này là một mắt xích vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trường. Hiểu được tầm quan trọng ấy, nên từ cách đây khoảng 10 năm, trường bắt đầu tổ chức định kỳ mỗi năm hội thảo về mối liên kết này. Năm nay, hội thảo với chủ đề Quốc tế hóa giáo dục đại học. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thanh Phong, chúng ta đã nghe nhiều đến các khái niệm công dân toàn cầu, thế giới phẳng. Rõ ràng trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, thì các cử nhân kỹ sư tại Việt Nam sau khi tốt nghiệp sẽ cạnh tranh không chỉ trong nước mà với cả người nước ngoài. Chúng tôi cũng nhận thức rất rõ về cái vai trò và cái sứ mệnh của mình. Thì theo cái yêu cầu từ cộng đồng, từ xã hội và từ các doanh nghiệp thì họ yêu cầu rất là cao đối với lại cái nguồn đào tạo, cái sản phẩm đào tạo của trường chúng tôi. Do đó chúng tôi cũng rất là mong muốn chúng tôi đưa cái chủ đề về quốc tế hóa giáo dục đại học vào trong chương trình để liên kết cùng với lại các đối tác đến từ khối công nghiệp hay các doanh nghiệp để làm thế nào đó có thể cùng với nhà trường để cùng giải quyết vấn đề này để nâng cao cái chất lượng hơn ở trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Chính vì vậy, việc Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các trường đại học Việt Nam nói chung phải không ngừng hoàn thiện, cải tiến việc dạy và học, nghiên cứu. Một trong số đó là giải pháp liên kết với các doanh nghiệp quốc tế, doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Trong thực tế, các doanh nghiệp cũng rất coi trọng mối liên kết này, đưa vào chiến lược phát triển bền vững của họ. Như tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng, kỹ thuật biển Port Coast, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong quy hoạch cảng biển chuyển đổi số, suốt thời gian dài qua đã hỗ trợ các sinh viên của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, từ tạo điều kiện thực tập đến hỗ trợ giảng dạy kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm. Mối liên kết chiến lược ấy còn được nâng cấp khi tháng 2 năm 2022, hai bên đã ký hợp tác sâu rộng. Việc này tạo cơ hội lớn cho các bạn sinh viên có thể tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức thực tế,
đồng thời giúp các em có kỹ năng về công nghệ 4.0 từ khi còn đang học. Tôi thật sự ấn tượng khi nhìn thấy cách mà Podcast đã triển khai thực hiện những công nghệ mới trong lĩnh vực chuyển đổi số. Những công nghệ mà Podcast đang áp dụng thực sự rất hiện đại, không nhiều công ty trên thế giới có thể đạt được. Tôi đang có khá nhiều chương trình làm việc cùng với lại công ty Podcast. Có thể nói rằng hiện nay thì chương trình đào tạo của nhà trường cũng chưa thể mà bao quát hết được tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các cái vấn đề liên quan thực tế. Thì rất là may là có sự đồng hành của các doanh nghiệp, nên là các thầy cô và sinh viên trường chúng tôi có thêm các cơ hội, có thêm cái môi trường để có thêm các cái trải nghiệm và từ đó có thể học tập được những cái công nghệ rất là mới. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Thảo, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh rất chú trọng đến mối liên kết đại học doanh nghiệp và coi đây là một trong những yếu tố cơ bản đối với sự phát triển bền vững của trường đại học và dẫn đến thành công trong tự chủ đại học. Nhà trường đã thiết lập hợp tác chính thức với hơn 80 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đã hợp tác trong nhiều hoạt động đa dạng, đóng góp vào sự phát triển chung của tất cả các bên liên quan, đồng thời cũng thực hiện được sứ mệnh của trường đại học đối với xã hội. Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật thành công lấy thai cho một trường hợp sản phụ mang song thai, một thai trong tử cung, một ngoài tử cung ở vị trí đoạn kẽ. Theo Y văn Thế giới, trường hợp này được coi là rất hiếm gặp với tần suất là 1 trên 30.000 trường hợp mang thai. Bác sĩ Lê Ngọc Diệp, trưởng khoa Nội soi bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sản phụ sinh năm 1994, ngụ Đồng Nai là trường hợp lần đầu ghi nhận tại bệnh viện. Theo như là hình ảnh trên siêu âm thì nó cách nhau chỉ có 7mm thôi. Trước khi thực hiện cái trường hợp phẫu này thì chúng tôi cũng đã tham khảo những cái xử trí trên thế giới về việc trường hợp một thai trong, một thai ngoài mà dạng kẽ như thế này. Tuy nhiên cái bất ngờ là khi mình đi mô trong cái cuộc mổ, cái tử cung nó tròn đều. Chính vì vậy chúng ta không có thể nào mà chúng ta tách được giữa cái thai kẽ và cái thai trong bằng một cái mũi may hết. Thì thật sự khi mà để... Lúc đó nghĩ rằng là nếu mà chúng ta xẻ và lấy cái khối thai kẽ ra thì có thể là cái khối thai trong nó cũng bị ảnh hưởng luôn. Và khi đó thì chúng tôi đã quyết định là chúng tôi sẽ hủy cái thai ở kẽ đi thôi. Và đây là một cái phương án mà cũng chưa từng có tiền lệ. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đưa ra các phương án để gia đình lựa chọn. Vợ chồng thai phụ có nguyện vọng giữ lại thai tử cung. Các bác sĩ bệnh viện cho rằng nếu xẻ khối thai kẽ, nhiều khả năng mất cả hai thai, nên quyết định không xẻ mà dùng biện pháp chấm dứt thai kỳ ở đoạn kẽ bằng nội soi, không xâm lấn. Tác động này để thai kẽ không lớn, giữ lại thai tử cung. Sau 37 tuần thực hiện biện pháp chấm dứt thai kỳ ở đoạn kẽ bằng nội soi, không xâm lấn, ngày 11 tháng 11, thai phụ được tiến hành phẫu thuật lấy thai trong tử cung. Ca phẫu thuật thành công sau khoảng 30 phút, một bé gái chào đời. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. 4 người vận chuyển, tàng trữ, mua bán 986 bánh pháo hoa nổ có trọng lượng 1.774 kg đã bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ. Tối ngày 13 tháng 11, khi một lượng lớn pháo hoa nổ đã được vận chuyển đến Lâm Đồng, xe chở pháo đến xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà thì bị các lực lượng bắt quả tang. Nhóm người này bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ. Tang vật gồm 2 ô tô chất đầy pháo hoa nổ. Số pháo được kiểm đếm gồm 986 bánh. Mỗi bánh chứa 49 quả pháo hoa nổ. Tổng lượng pháo bị bắt giữ là 1.774 kg. 4 người bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Phương Thảo, 27 tuổi và Mang Văn Tự, 34 tuổi, cùng trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Phạm Anh Tịnh, 33 tuổi, trú tại thôn Sông Mây, tỉnh Đồng Nai; Lê Đình Sang, 37 tuổi, hộ khẩu tại huyện Đức Trọng, chủ yếu sống tại tỉnh Bình Phước. Sang có một tiền án và đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, sau thời gian điều tra, xác minh, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Dọn, 41 tuổi, trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Theo kết quả điều tra, Trương Văn Ất, 47 tuổi, chồng của Dọn, được một người tên Tài sống bên Campuchia, điện thoại câu mốt đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, tiền công 1 triệu đồng một người. Theo yêu cầu của Tài, 3 người khách trên đến bến đò thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị công an xã Khánh An phát hiện, mời về trụ sở làm việc. Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Trương Văn Ất về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Đăng Viện, 58 tuổi, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, để điều tra về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đến có thai. Trước đó, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận tin báo của người dân ở xã Cẩm Minh về việc con gái sinh năm 2005 mang thai 21 tuần. Tại thời điểm đó, cháu gái mới 14 tuổi. Sau khi gia đình gặng hỏi thì cháu gái cho biết đã bị ông Nguyễn Đăng Viện là hàng xóm quan hệ tình dục dẫn đến có thai. Tuy nhiên, thời điểm đó, Viện đã bỏ trốn. Đến ngày 4 tháng 11, Viện đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Thưa quý vị, một nông trại sử dụng nhiều loại máy móc, quy trình sản xuất hiện đại, một hệ thống vườn cây được theo dõi bằng nhật ký điện tử và một hợp tác xã kết nối những hộ gia đình cùng sản xuất trên địa bàn. Đó là những gì nông trại Thiên Nông ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang làm. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện này quý vị nhé. Kế thừa sản nghiệp là gia trang khoảng 50 hectare, anh Đặng Dương Minh Hoàng đã tạm gác lại sự nghiệp 10 năm xây dựng trên đất Pháp để về nước chuyên tâm đầu tư vào vườn cây. Hiện nông trại của anh Hoàng có 30 hectare cao su, 12 hectare trồng bơ và 8 hectare tiêu. Đây cũng là một trong những nông trại đầu tiên sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc trị bệnh cho cây trồng. Xịt thuốc trị bệnh phấn trắng vàng lá hoặc là nấm hồng, chúng tôi xịt từ trên xuống dưới. Tất nhiên trong quá trình xịt thì sẽ có những cái tán lá bị che đi, thì chúng tôi lại kết hợp sử dụng những cái máy phun để mà chúng tôi xử lý những cái chỗ nào mà rôn là không xịt tới được. Đối với khoảng 1 hecta trung bình khoảng từ 450 đến 500 cây thì tôi thu được khoảng là hơn 100 ký trên một ngày. Nếu mà cạo D2 thì coi như là mình cạo một tháng là 15 ngày đó. Thì còn độ thì hiện tại cao su là có độ khoảng là hơn 37 độ, 37,2 đến 37,5 độ. Tất cả các cây trồng trong vườn đều được theo dõi từ xa nhờ công nghệ Internet of Things ứng dụng vào nông nghiệp. Theo đó, từng cây sẽ được đo nhiệt độ, độ ẩm và được tưới tự động. Cái mô hình canh tác như vậy thì thứ nhất là Hoàng cũng tạo được công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Và Hoàng cũng đang triển khai cái mô hình farmstay, tức là du lịch sinh thái gắn việc với việc canh tác nông nghiệp. Thì cái mô hình này thì không những là sẽ giúp cho những người lao động của Hoàng có thêm cái nguồn thu nhập, mà còn giúp là bảo tồn cái văn hóa bản địa, đặc biệt là văn hóa của người Stiêng tại khu vực mà trang trại đang canh tác. Và hiện tại thì Hoàng cũng đã thành lập cái hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp số Bình Phước. Để tiện cho công nhân làm việc tại nông trại, anh Hoàng đã xây dựng 3 khu nhà tập thể lớn cho công nhân và gia đình họ ở lại. Ngoài tiền lương hàng tháng, công nhân được nuôi bò, dê và các gia súc lớn bằng nguồn cỏ của nông trại và được hưởng 50% lợi nhuận. Tất cả gia đình và mọi người làm trong nông trại đều ở tại nông trại. Thì ở trong này anh em cũng ở rất là thoải mái. Ở đây thì trường học và tất cả chợ búa gần, nên là anh em ở lại đây, con cái đi học cũng gần. Có những cái bạn đến từ Bắc Giang phụ trách thu mua, hay kể cả là Tiền Giang, Bến Tre hay Thái Bình. Và có những cái bạn mà chuyên cung cấp đầu vào là những cái công ty phân bón lớn tại miền Bắc. Hoặc là có những cái nông dân tiên tiến, điển hình tiên tiến tại địa phương. Thì thông qua cái mô hình hợp tác xã này thì Hoàng muốn thứ nhất là tạo ra một cái chuẩn đầu ra cụ thể thông qua cái phần mềm nhật ký điện tử Auto Agree dựa trên những cái đầu vào. Và sau đó thì Hoàng cũng giúp người nông dân là giảm bớt được cái khâu trung gian. Anh Hoàng cũng thường xuyên chia sẻ công thức phân bón hợp lý, quy trình chăm cây chuẩn hữu cơ với những người làm nông nghiệp. Với thương hiệu cá nhân và đặc biệt là nhiệt tình hỗ trợ đối với công nhân, bà con, Đặng Dương Minh Hoàng đã được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 ở cả 3 lĩnh vực khởi nghiệp, sáng chế và chuyển đổi số.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thời sự tvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện. Quý vị đồng hành.